Lỡ mọi người thấy kỳ lắm. Không sao đâu, phòng riêng của anh mà. Anh này, em yêu anh. Anh yêu em. Sao giờ này còn thức? Anh khó ngủ quá. Tại có nhiều chuyện anh khó nghĩ. Em biết lần này mục đích chính của anh về Việt Nam là để tìm mẹ. Anh yên tâm đi, chị hai em quen biết nhiều lắm. Em sẽ nhờ chị hai, sẽ có kết quả sớm thôi. Thôi, anh không muốn phiền anh chị hai đâu. Anh muốn tự tìm mẹ của mình. Anh sao vậy? Anh đã ở đây ăn nhờ ở đậu nhà anh chị hai rồi. Anh không muốn chuyện gì cũng phải nhờ vả anh chị hai, làm phiền tới anh chị. Với lại chuyện anh đi tìm mẹ, anh không muốn cho ai biết. Anh không thích. Thôi anh đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Anh đi ngủ sớm đi. Ngày mai mình còn tới quán để sửa sang. Khi nào mình có thời gian em sẽ đi tìm cùng anh nha. Em cũng ngủ sớm nha. Hạnh nè. Dạ. Dì có làm phiền con không? Dạ không. Dì ngồi đi. Cho dì hỏi chút chuyện. Con có biết ai mà biết vẽ thiết kế trang trí không? Dì muốn sửa sang lại nhà hàng cho nó ấn tượng. Nếu mà dì tính vậy là đúng rồi đó. Nhà hàng của mình á thì phải có một phong cách riêng biệt để cho thực khách á người ta có thể check in nè, có thể nhớ đến quán mình, đúng không dì? Ý tưởng là nghĩ ra rồi đó, nhưng mà không có tìm ra được người mới nhức đầu nè. Trời ơi, tính ra là dì hỏi đúng người rồi đó nha. Con có một người bạn, ảnh tên là Duy Nam, ảnh vẽ đẹp lắm, thiết kế cực kỳ giỏi luôn. Sáng mai con hẹn ảnh ra gặp dì nha. Ủa gì vậy? Dì muốn gặp ảnh liền đúng không? Con lên thay đồ cái con xuống liền. Cái gì? Ủa? Cái gì mà tự quyết định hết trơn vậy? Ủa với lại bây giờ tối rồi, con không nghỉ ngơi thì phải cho người ta nghỉ ngơi chứ. Vậy thôi, bây giờ con nhắn tin để hẹn trước một tiếng, rồi sáng mai mình dậy sớm gặp sớm. Nhưng mà dì nhớ là phải dậy sớm nha. Dì kì, nhà hàng của tôi không gấp gáp. Mấy người gấp gáp làm gì? Bạn nó còn đó chứ nó đi đâu mà sợ. Tại con nôn giùm dì thôi. Con nghĩ là gặp trực tiếp á, nói chuyện có thành ý hơn, rồi có nhiều ý tưởng mới hơn. Con đang muốn giúp dì mà. Nè, có phải là con thích người ta không? Sao dì hỏi vậy? Tụi con là bạn bè mà. Không có bạn bè nào mà nhắc tới là muốn đi gặp liền nôn nóng hết trơn á. Hành động của con đã tố cáo con rồi nha. Thì con ngưỡng mộ anh thôi. Tại anh tốt bụng, tài giỏi, còn hiếu thảo với siêng năng nữa. Nè, con... nhìn nè, nhìn tôi nè. Tôi sống tới tuổi này rồi nha cô nha. Giấu được tôi hả? Con gái mà thích ai là nhìn dễ biết lắm. Nói thiệt đi, thích cái bạn gì tên Nam gì đó rồi đúng không? Sao, gật hay lắc? Gật. Gật chứ. Ơi, cháu tôi có người lọt với mắt xanh rồi nha. Nhưng mà con thích người ta đó, mà không biết người ta có thích lại con hay không nữa. Bỏ cái suy nghĩ đó liền. Ủa tại sao lại có suy nghĩ đó? Con là một đứa xinh đẹp, giỏi giang, có học thức, gia đình có điều kiện nữa. Sao mà không thích con được? Cứ mạnh dạn theo đuổi tình yêu của mình. Mình còn trẻ mà, mình cứ yêu đi. Dạy cháu gì kỳ vậy hả? Một mình em yêu đương lung tung, bị lừa hết lần này tới lần khác, chưa đủ hay sao? Mà còn kêu cháu nó mặc sức yêu đương. Thì em nói đúng mà. Còn trẻ thì mình cứ yêu đương đi. Với lại em á, không phải là em yêu sai, mà là em chưa gặp đúng người thôi. Còn trả treo nữa hả? Em lo cho em đi. Chị thấy không tin tưởng được tên Bách đó đâu. Nhìn cậu ta không có đàng hoàng. Chị nhìn sao mà nói anh Bách không đàng hoàng? Em cứ dính vào tình trường thì trở nên mù quáng. Giờ chị có nói gì cũng không có lọt lỗ tai em nữa. Em hả? Chứ chị thì sao? Ai ngày xưa cũng yêu đương đời sống đời chết với một thanh niên hư hỏng suốt ngày tụ tập đua xe, còn học đòi xăm trổ, xăm mô tô ở trên vai nè. Thành. Chị khai màu trước chứ bộ. Lần này là lần cuối chị nhắc em.
Sau này còn nói đến chuyện đó thì không còn chị em gì nữa. Biết rồi, em xin lỗi. Ủa mà mẹ, tuổi trẻ của mẹ cũng yêu mãnh liệt như vậy hả mẹ? Mà mẹ, chuyện lúc đó ra sao vậy mẹ? Mẹ kể cho con nghe mẹ đi mẹ. Mẹ đã nói là không nhắc tới nữa. Lo tập trung học hành đi, tốt nghiệp lại giỏi cho mẹ. Không lẽ người của ta yêu là thằng Phi Long sao? Kế hoạch hoàn hảo, 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1. Xem lại sớm nhất trên ứng dụng THVNLI.